mang đậm nét đẹp tinh tế, combo dây chuyền vàng nguyên khối Âu 750, đỉnh đá ruby được tạo nên dành riêng cho những người yêu cái đẹp, sự sang trọng và quý phái. Với vàng nguyên khối Âu 750 cao cấp kết hợp cùng viên đá ruby đỏ Kyusha, sản phẩm không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn truyền tải ý nghĩa của sự may mắn và thịnh vượng. Đá ruby với màu đỏ rực rỡ mang vẻ đẹp huyền bí, thu hút mọi ánh nhìn và trở thành điểm nhấn nổi bật trên nền vàng lấp lánh. Combo này bao gồm dây chuyền và mặt dây đồng bộ, hoàn thiện vẻ ngoài hài hòa và cân đối. Mặt dây chuyền được thiết kế tinh xảo, ôm lấy viên ruby một cách tỉ mỉ, thể hiện tài nghệ chế tác tinh tế của người thợ kim hoàng. Sản phẩm không chỉ là món trang sức mà còn là biểu tượng của sự quyền quý, lý tưởng cho các dịp đặc biệt hoặc để tôn lên vẻ đẹp cá nhân. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho ai muốn sở hữu thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện sự sang trọng, quý phái và đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp lộng lẫy. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.